Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, đới gió đông không còn và không khí lạnh cũng yếu đi. Miền Bắc nắng ráo, khu vực đồng bằng trung du, vùng núi và bao gồm cả thủ đô Hà Nội trời ấm áp hơn. Thậm chí cụ thể ở khu vực như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La, trời còn nắng nóng nhẹ về chiều. Trong khi đó, ở phía đông bắc bộ, từ sau 10 giờ trở đi trời nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức từ 27 đến 29 độ. Còn ở các thành phố, khu vực phía tây bắc bộ nắng nhích nhẹ hơn một chút, nên nền nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức từ 27 đến 30 độ. Dự báo khoảng từ ngày 8 tháng 11, một đợt không khí lạnh mới tràn xuống, bắc bộ sẽ mưa rác trở lại và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực bắc trung bộ. Lui xuống, thời tiết ở miền Trung cũng đang chuyển hướng tốt. Trong ngày hôm nay, chỉ còn ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình có nhiều mây về sáng sớm. Đến giờ trưa, trời cũng chuyển nắng. Nhiệt độ trưa chiều ở khu vực này sẽ tăng lên ở mức từ 27 đến 29 độ. Còn đối với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào thành phố Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trời có nắng ngay từ sáng và có sẽ duy trì đến chiều tối. Vì thế, nhiệt độ ở khu vực này cũng cao hơn so với các tỉnh phía Bắc, dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Nhìn xuống phía Nam là hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cũng do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nên chủ yếu gây mưa trong tại khu vực ven biển miền Tây. Còn các nơi khác như Tây Nguyên hay là các tỉnh miền Đông Nam Bộ đều không có mưa, trời nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cho đến 3 ngày tới ở khu vực Tây Nguyên tăng cao khoảng từ 30 đến 32 độ. Trong đó khu vực Nam Bộ ở ngưỡng nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Trên biển, gió Đông Bắc vẫn chi phối hầu khắp các vùng biển của nước ta. Ở khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5 và không có mưa dông. Còn khu vực phía Nam của Biển Đông do tác động của rãnh thấp xích đạo, nên ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng từ 3 đến 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bà con cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra, không khí lạnh gia tăng tần suất, rét đậm rét hại có thể xảy ra sớm. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc muộn. Mọi diễn biến tiếp theo, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới.